Xin chào tất cả mọi người. Mọi người hôm nay ngày đầu tiên của tháng 9 này. Hàn Quốc bây giờ thì nó bắt đầu vào thu nha. Buổi sáng gió rất là mát và đêm lại còn lạnh lạnh nữa cơ. Và cái tiếng vé xấu giờ nó cũng đỡ rồi. Mình vừa mới lại đi siêu thị về mua ít đồ ăn. Xong rồi tiện thể đi vào siêu thị mua cái để lau cái xe mọi người. Nhưng mọi người đã biết này, mấy lần sau khoảng phải tầm 3 lần ấy, mình va chạm gọi là sơ sát thì cái xe của mình bây giờ nó hơi gọi là tàn tạm tí nha. Đây này. Thế là mình đã mua một cái lau. Đúng ra mình phải bỏ tiền để mình sửa chữa cơ, nhưng mà nói chung ở nhà mình thì xe cộ thì không có đến nỗi là phải cẩn thận quá mọi người. Kể cả anh chồng mình cũng thế, không có để ý mấy đâu. Đây này. Cái này là cái hôm đầu tiên, cái hôm mà bị chung mùng 1 à, đúng mùng 1 ấy. Cái này là bị hơi nặng một tí này. Quệt gọi là quá trời quệt luôn. Còn bên đối diện ấy, cái bên mà mình va phải ấy, thì là người ta sửa chữa tất cả là mất 2 triệu won. Thì là bảo hiểm là người ta chịu hết cho mình nha. Nhưng mà sang năm thì cái tiền bảo hiểm ấy nó sẽ lên nhiều. Đó. Còn xe nhà mình thì không có sửa chữa thì cả cứ để thế đi thôi. Bên này cũng bị một lần này. Còn sang bên đây có bị không? À đây cũng bị. Đây. Xe này thì nhà mình mua được mấy năm rồi ta? Thì cái lúc mình làm YouTube chắc phải được 3 năm rồi đó. 3 năm cái lúc mua mới tinh, bóng loáng. Thế là được cái mua nó là cái lại xe rẻ mọi người. Cho nên là mình cũng không có quá là phải gọi là thương tiếc làm gì hết. Đây, ở siêu thị người ta bán. Khi mà mình bị va chạm xước xát thì mình sẽ sử dụng cái này. Cho nên mình chọn cái màu vàng nha. Còn cái màu đỏ này thì để cho nó bóng loáng mà nhà mình không có nhu cầu. Hy sinh hai cái khăn nhỏ nhỏ để lau này. Tại vì nó mỏng quá, dùng không ok, tính vứt đi ấy. Thế là anh chồng mình bảo là mang xuống đây lau. Trước tiên là lau mấy cái vết mỏng mỏng trước nha, xem nó có đỡ được tí nào không. Bôi một chút ra đây đi. Để ý thì cái chỗ này là nó bị ít nhất này. Mình sẽ làm trước. Biết vào đây. Phải công nhận là những cái vết như này mà người ta làm ra được cái chất kem hay nhỉ. Cái này to quá không biết có được không, nhưng mà kệ, cứ lau qua nha. Trời ơi. Cái vết sứt nào mà nó vào sâu quá thì nó vẫn thế này. Sau một lúc lau thì là cảm thấy là không có cái tác dụng phụ thì mọi người. Trên nắng anh chồng anh bảo là thôi đi về đi, phải đi lên nhà chứ lau làm gì. Cái vết sơn ấy nó trượt một tí nhỏ nhỏ thì là ok, chứ còn cái vết sứt nào mà nó đi sâu quá thì là không được nha. Cái này chắc là mình phải mang ra ngoài tiệm để cho người ta làm cái gì đấy thì nó ok. Thế là cứ hì hục làm. Anh chồng mình bảo may mà cái xe nó kiểu nó rẻ tiền ấy. Tại vì cái ngày đấy mình mua 3 năm trước thì là tính ra cả bảo hiểm cả thuế thì nó chỉ mất có 22 triệu won thôi. Tính ra nó chưa đến 500 nghìn tiền Việt ấy. Rất là rẻ. Tại vì là cái ngày đấy là mới lấy bằng được khoảng 3 hay là 5 tháng gì đấy. Anh chồng mình bảo là mua xe đắt tiền ấy thì đằng nào là mình cũng kiểu quẹt lọ quẹt kia. Thà rằng mình mua cái loại rẻ đi thì đỡ lo. Thế là mới mua cái xe này này. Bây giờ là 3 năm rồi. Anh bảo là đi thêm khoảng 2 năm nữa xong rồi bán. Thì mình thì có ý nghĩ như này. Kiểu mình hiện tại là tuổi còn trẻ đúng không? Tuổi còn trẻ thì cũng mong ước làm sao mà dành dụm được ít tiền mua cái xe gọi là đẹp đẹp một tí. Tại vì hiện tại là bên giới Hàn Quốc ấy, bên xã hội của Hàn Quốc mọi người, một người đi xe đẹp với một người đi xe bình dân ấy, người ta nhìn mình với cái ánh mắt hoàn toàn khác nha. Thực sự mà nói đấy. Thì mình tiểu tuổi còn trẻ thì cứ nghĩ như thế. Nhưng mà anh chồng mình không nhỉ? Anh chồng mình không quan trọng cái đấy. Mọi người ý có bao giờ anh lái xe này mới đâu. Đi đâu thì đi bộ, còn đi xa quá thì là anh mới lái, chứ còn anh toàn đi bộ thì anh không có để ý đến xe hay là để ý đến bề ngoài gì đâu. Thì mình cứ bảo thế, bảo cố gắng tiết kiệm mua cái xe tầm khoảng 80 triệu hoặc là tầm 100 triệu won là bên Hàn Quốc này cũng đẹp rồi. Thế nhưng mà qua cái đợt vừa rồi ấy, tại vì mình nói tháng 7 năm nào là mình cũng bị đen về cái vụ xe pháo này, năm ngoái anh thấy, năm nay anh thấy đúng mùng 1 luôn. Dẹp luôn, không còn cái ý nghĩ là cố gắng để dành dụm mua xe mới nữa. Tại vì cái xe này là nó kiểu là nó ít tiền ấy, thì mình va chạm đâu một tí, có xước xát một tí thì mình cũng không có đến nỗi là lo lắng mấy, tại vì nó rẻ. Chứ ví dụ cái xe này mà nó là cái loại xe đẹp đi, mà mình bị thường xuyên bị va chạm như thế thì thực sự là không ăn không ngủ, tiếc tiền không ăn không ngủ được luôn ấy. Cho nên là thôi giờ suy nghĩ lại, xe thì thực ra nó cũng chỉ là cái phương tiện giao thông thôi đúng không? Và nhưng mà tiền của mình gọi là nhiều quá, mình không có biết làm gì thì mình mua cái xe đẹp thì cũng được. Nhưng mà mình thì có phải là đến cái mức độ đấy đâu đúng không? Chỉ gọi là đủ ăn đủ tiêu một tí thôi. Thế là thôi bây giờ bảo chồng ấy, không mua xe đẹp làm cái gì nữa, cứ cái con ngựa sắt mà đi. Kể cả 2 năm sau hoặc là 5 năm sau nó vẫn ok thì mình cũng sẽ đi, chứ không bán thì mua xe mới làm gì hết. Anh chồng anh bảo là suy nghĩ thế là tốt. Chứ còn
Bây giờ mình còn ít tuổi ấy, thì mình cảm thấy như thế, nhưng mà sang cái tuổi của anh ấy là mình nghĩ là mình cảm thấy là mọi thứ là nó sẽ gọi là nó sẽ không có ý nghĩa gì ấy, chỉ cần gọi là sức khỏe, gia đình hạnh phúc là ok. Thế thực ra thì chỉ ở bên ngoài nó bị xước sát vậy thôi, chứ còn máy móc thì nó vẫn rất là ngon, tại vì nó mới được có 3 năm mà xe mới mà. Ít nhất là thường thường là phải 10 năm trở ra thì nó mới gọi còn hay hỏng, chứ còn 5 năm, 3 năm thì mình nghĩ là cái máy móc nó vẫn còn ok luôn. Thôi bây giờ mình chuẩn bị lên nhà xong rồi làm bữa tối đây. Loay hoay từ nãy giờ mà không lau được tí nào. Mọi người về nhà, các mình đang chuẩn bị ướp thịt. Hôm nay làm cái món thịt xào kim chi kiểu Hàn Quốc nha. Ướp tầm khoảng 1 tiếng hoặc 30 phút thì là mình sẽ cho vào xào. Còn đây là kim chi 1 năm tuổi, chua lắm. Trộn vào đây kiểu ăn nó kiểu đỡ ngán ấy mọi người, rất là ngon luôn. Đằng xa xa kia là anh chồng mình đang học tiếng Anh nha. Dạo này chán tiếng Việt rồi chuyển sang tiếng Anh mọi người. Nói chung là cứ dở dời mọi người, không có mỗi lúc một khác. Bây giờ khoe cho mọi người cái món này hôm nay mình mới nhận được xong. Trời ơi, cái xoài này mình không biết tên là cái giống xoài gì nha. Ai mà biết thì là nhắn cho mình nghe, mình biết này. Xoài gì mà nó to, nó tròn, 2 cân rưỡi chỉ được có 4 quả thôi. 2 cân rưỡi là 4 quả, đây nó như thế này. Nặng lắm. Đấy, cái xoài này này. Mà ăn nó kiểu ngon cơ, nó cũng không nó cứng nha, xoài cứng này. Mà nó lại không quá chua mà nó lại kiểu giòn giòn. Bao nhiêu tiền thì không nhớ, quên rồi. Đó, nhưng mà mua trên mạng, một cái bạn người Việt Nam mình bạn bán ấy, nói chung là ngon lắm luôn ấy, thực sự. Anh chồng mẹ anh hỏi mình ăn thích ăn cái món gì để anh mua. Thực sự nghĩ đi nghĩ lại không có một cái món gì mình thèm luôn. Thế quay ra nhìn xoài, bảo có mỗi cái món xoài này thì bây giờ cho con ăn tạm, chứ còn bảo ra ngoài nhà hàng ăn thì là mình không cần một cái gì nữa. Quả nào của đấy nó như này. Mà không biết nó xài giống phải xoài tượng hay là xoài xoài gì nhỉ, nói chung nhiều mình không có biết tên đâu. Chỉ biết là cái vỏ của nó là cũng kiểu lật lật như này thôi. Nhận được một cái là phải bỏ ra gọt ăn ngay, chấm với lại muối. Bỏ thôi rồi luôn. Anh chồng mình nhìn thấy ăn này choáng, bảo trái cây đi chấm muối. Đây. Hũ muối ngọc gì nhỉ? Ngọc Yến à? Giờ cả bảo ăn không còn gọt luôn mọi người. Trên mạng bên hàng người ta bán cái loại xoài mềm của Philippines thì nó sẽ gọi là ngọt ngọt. Mẹ không mua ăn cái này. Nó giòn như kiểu khoai sống mọi người. Mỗi tội là nó có cái vị hơi chua một tí, nhưng không có chua quá. Cứng lắm luôn ấy. Bên ngoài thì gọi là hơi xấu xấu tí rồi nhỉ, mà được cái là ngon. Trời ơi, cái xoài này nè mọi người ơi, bên trong cái không khác là của khoai lang luôn ấy. 4 quả 2 cân rưỡi. Đây là hộp muối của mình. Để cái chảo nó cháy quá mọi người. Bật bếp lên xong rồi đi tìm dầu ăn. Đấy, mình để ra đây cho nó nguội nguội đi xong rồi mình xào. Được màu đẹp các mọi người, cho nên mình sẽ cho thêm ít tóp bột vào. Hơi cay một tí nên không? Bên này bây giờ mình đang tính là rim kho thêm một ít trứng cút nha mọi người ơi. Trứng cút thì đơn giản lắm, cái này mình mua cái loại người ta đã bóc sẵn ở siêu thị người ta bán ấy. Đây thì là gồm có nước tương đen của Hàn này. Cho ướp trứng thôi chứ chẳng biết mặn nhạt như nào.
một chút đường. Đó, như kiểu tổ tiên mách bảo ai mà ăn được tỏi thì cho nguyên cả cái tỏi ấy, để củ nha, cả củ bóc ra xong cho vào cũng được, nhưng nhà mình trẻ con ăn nó lại không thích, phải thêm một chút tiêu. Thế là kho một lúc là mình sẽ được một cái món trứng kho. Cho cái này vào cho nó thơm. Bây giờ mình sẽ cho hành tây vào nha, với lại cái hành ba rô, cái phần gốc của nó, phần trắng trắng, còn phần lá xanh thì tí nó cuối cùng mình cho vào cũng được. Ở bên Hàn mình để ý là người ta ít ăn thịt kho, mọi người không mặn mặn không ăn đâu, người ta chỉ dùng thịt bò kho với trứng thôi. Làm này ăn bữa rồi mai lại làm tiếp. Chứ ví dụ thì kho thì làm ăn được hai bữa cũng được đúng không? Nó mặn mặn, nó đậm đầm, ăn với rau luộc. Kim chi hôm nay cho ít bột, tôi sợ nó chua quá. Cho góc để xào qua một lần đã rồi mình mới trộn với thịt hết. Cái này thì tùy khẩu vị của mỗi người. Không cần cho kim chi vào cũng được luôn. Mà nhà mình là đang sẵn. Buôn vào. Còn đây là món trứng kho của mình. Vừa nãy mình có lấy cái tăm mọi người, chọc 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 để cho nó cái gia vị nó thấm bên trong, nó đậm đà. Cái này thì là thực ra trẻ con nó thích ăn cái món này thôi, chứ còn người lớn mình nó không ăn mấy đâu. Tắt bếp. Cái này xong để nguội cho vào một cái hộp thủy tinh ấy. Xong rồi để trong tủ lạnh ăn mấy ngày nha, chứ không phải là ăn một bữa xong hết cái chỗ này đâu. Ở bên Hàn thì hầu như là toàn ăn kiểu như vậy thôi mọi người. Giờ mình sẽ múc cái thịt này ra đĩa cho anh chồng anh ăn. Thì xong có cái vị chua chua, ăn lại thấy đỡ ngán. Giống như mình cho dưa chua vào mọi người. Mà mình thịt có kho với lại dưa chua đâu nhỉ. Không biết phải tả kiểu gì nữa. Nói chung là ai ở bên Hàn thì ăn sẽ biết, nhưng mà cũng ngon, chứ không phải là không ra gì nhá. Đã xong. Mình chào kiểu Thái à. Rồi bây giờ xin mời mọi người ăn cơm cùng hai vợ chồng mình nhá. Chào các bạn. Trứng nào lấy mấy quả. Còn đây là cái ớt dìm. Cái này có đĩa rau luộc như mình miền Nam thì ngon, nhưng mà bên này không có. Mát của mình hôm nay ăn tí. Lý do ăn ít thế này là thực ra là không buồn ăn đâu. Vừa nãy là cái lúc mình bụng đói là mình quất gọi là gần hết gọi là một nửa quả xoài rồi, cho nên là bây giờ bụng nó hơi khó chịu. Nhưng mà không ăn thì chả nhẽ mỗi mình anh chồng ăn cũng buồn, nên là ăn cùng một tí. Công nhận cồn ruột thật đấy, ăn cơm xong ăn thì đúng, nhưng mà không thể chịu nổi cái cơn thèm mọi người. Đơn giản này thôi mà cũng ăn được. Ớt nó mẹ cho ăn. Đừng thắm nó còn bạch chưa? Tan. Một cái hộp bé bé này nhá. Ăn được cả tuần không hết mọi người, thực sự luôn á. Mà khi để lâu quá ăn nó không ngon. Tôi xin chào bạch chưa? Mà mẹ mình đi ngon hơn trong mình nhà hàng. Tại vì mình nhớ là có một lần mình đợt cái đồ mới sang ấy, bà làm cho mình ăn, mình thấy ngon, từ ngày đấy thì mình cứ nhớ mãi. Hỏi chồng không biết đâu, không còn muốn nhận bao nhiêu.
mình biết được là xoài. Miền Hàn gọi là mango, tiếng Anh cũng gọi là mango. Mang quần nhá. Mang. Là ăn như con mang quần. Sao lại mua cái xoài nó lại xanh xanh lè thế này? Như là mà sơ đồ bóng lên. Kiểu nó phải mềm quá. Đã bốn một kia rồi. Mua để không cho anh ăn. Anh cho mình trái cây bình thường không có thích mấy này. Vợ con mình thứ nào mà xong qua bảo cốc. Chứ gọi in buồn. Chứ không phải rồi. Mình sẽ làm sao hỏi chứ? Mình đang hỏi anh đó là ở bên Nhật ấy, người ta đang đổ cái phóng xạ cái nước ấy đấy, ô nhiễm hoặc là thì bên Việt Nam có ảnh hưởng không? Anh bảo là về đến Việt Nam thì phải đến lâu lắm, phải đến chục năm. Ờ, khá dễ nên. Bởi vì tại vì Nhật Bản này là người ta hát ra đó. Ừ. 이 해류가 바닷물이 이렇게 태평양 쪽으로 이렇게 오른쪽으로 이렇게 돈데 이렇게 어? 그냥 다 길로 biển 정상적으로 하면 về đến Hàn Quốc ấy thì cũng phải 10 năm. Cái này không phải là anh chồng mà anh nói mà là kinh bên cái ngành khoa học ấy người ta nói mọi người. 미국도 가고 tại vì cái biển Thái Bình Dương ấy nó sẽ đi qua Mỹ. Xong nó mới bằng. 미국 갔다가 한국 왔다가 그 베트남 거기까지 간. Việt Nam mình bận đến Trung Quốc. Việt Nam với lại Trung Quốc khác là còn lâu lắm. 10 năm anh bảo nếu mà. 언젠가는 가지. Nhưng mà mọi người biết sao? Dạo này thực sự là hải sản bên Hàn Quốc nó rẻ lắm. Lý do là người dân cái tâm lý của người ta. Người ta không ăn. Nhưng mình mấy hôm trước ăn ghẻ. Thì là có nhiều chị nói không sợ ảnh hưởng lắm, thì tự nhiên mình cũng bảo ủa thôi giờ ăn ít thôi, không dám ăn nhiều, nhưng mà trên thực tế ấy, thì là nó chưa ảnh hưởng đâu. Đến nhiều nhất là bố mà 7 năm hoặc là 5 năm, 10 năm về sau cơ. Chứ chứ sẽ bỏ cái sơ đùa. Thế nhưng mà người Hàn cái tâm lý người ta không mua, cho nên là giá bây giờ rẻ lắm. Tôm ngày xưa 25.000, bây giờ có 19, 18.000. Tôi cứ nghe, 일본에서 잡은 거일 수도 있잖아. 물고기가 일본에서 잡은 거는 못 먹지. Thế nhưng mà những cái loại hải sản mà nhập từ Nhật Bản về ấy, thì là người ta không ăn luôn rồi. Hàn Quốc ít lắm. Ở đâu ra mình đoán suy ra được? Người ăn dục nó mặc từ thà ở đi sang này sơ. Không biết một. Bên Hàn Quốc cái nhập khẩu hải sản về không có mấy đâu, ít lắm. À vậy Việt Nam thì mang cái gì nữa? 한국은 그래도 표지가 더 명확하게 해야 돼. 일본산인가 어딘가. 근데 중국이나 한국은 그러니까 kiểu bên bộ nông sản ấy, người ta kiểm định rất là kỹ. Cái này là nhập từ nước nào nó phải ghi đúng không? Còn như ví dụ bên Việt Nam mình hoặc là Trung Quốc chẳng hạn, là nhiều cái trường hợp kiểu người ta trà trộn ấy, rõ ràng là nhập ở Nhật chẳng hạn, nhưng mà người ta nói là nhập ở Hàn hay là những cái nước khác về là người dân mình có biết đâu đúng không? Nhưng mà bên Hàn thì lại không ít có cái trường hợp đấy không có. Ừ. Dùng bồn làm ăn ra người ta sốt cái gì chỉ để sốt gì là cái này. Những người mà ham tiền ấy. Ở đây là Hàn Quốc cũng sốt cái người ta làm cái gì rồi cái Hàn Quốc cũng có nhưng mà ít thôi. Cái vấn đề gì? Hàn Quốc, dùng 많은 사람은 이 모르고 먹을 거 아니야. Dùng 많아 봐요. Bên Hàn cũng có, nói là không có là không phải nha. Có điều là nó ít thôi, ví dụ những chợ chẳng hạn, chợ truyền thống ấy. Những cái người dân thỉnh thoảng là cũng có cái đợt gọi là kiểm tra mọi người, nhất là kim chi này, kim chi cái cải thảo nhưng rõ ràng nhập từ Trung Quốc mà lại nói của Hàn Quốc là lần sau coi như là không có đấy luôn. À, 불안해지는 거야. 이제 뭐 믿을 수가 없어. Tâm lý người tiêu dùng thì kiểu hơi hoang mang, nó lại lo. 내가 한 가지 이해가 안 되는 게. Anh không hiểu một cái điểm gì nữa. 일본이 좀 돈도 많고 두 번째 잘 잘 두 번째거든. 미국 다음으로. 중국 아니야? 아 그런가? 근데 그래? 중국이라고 해야 되나?
맞아. 중국이랑 하... 아 근데 중국은 빼잖아. 경제 독일보다 앞서거든. 그래? 응. 지금은 3위라고 해야겠다. 3위. 중국이 있으니까. 3위인데 돈도 많거든. 그리고 기술도 좋고. 근데 그거 그냥 좀 더 좀 비용이 들더라도 돈이 좀 들더라도 자기 좀 안전하게 처리하는 게 자기 나라한테 유일이 이익이거든. 중국도 다 이거 수입 안 한다고 그러고 한국은 뭐 검사 잘한다고 그러는데 누가 먹겠어 검사해도. Mình dịch lại câu của anh chồng mình nhá. Anh bảo anh không thể hiểu nổi tại sao là một cái đất nước giàu có về kinh tế, nhiều tiền và kỹ thuật như thế mà sao anh không bảo tồn đi để đổ cái đấy ra biển, làm ảnh hưởng đến ngành gọi là xuất khẩu này. Bây giờ Trung Quốc nó cũng cho nhập khẩu cái đấy vào đâu, ảnh hưởng như thế. Tổng bề người dân người ta vẫn bức xúc đấy mọi người. Người Hàn không chỉ riêng anh chồng mình, những người khác thấy không? Đọc những cái bình luận ấy bảo là sao lại đổ cái này ra biển không ấy, làm ảnh hưởng đến bao nhiêu quốc gia. Để xem rồi chứ. Trung Quốc, Hồng Kông에서 안 먹지, 한국에서도 안 먹지, 미국에서도 안 먹는다고 그랬어. 미국은 수입 안 해. 거기는 일본 거 수입 안 해. 해산물을 팔 데가 없어. 응? 그러면 어디로 가겠어? 베트남으로 가겠지. 진짜? 베트남에 뭐 갈 수 있지. 왜 그냥 일본 애들은 팔아 먹어야 되니까. 아니야, 미네, 뭐. 일본네. 아, 또 미, 한국, 뭐 이제 중국 là không nhập khẩu đồ của Nhật đúng không? Anh bảo là thì những cái hải sản đấy thì sẽ nhập về đâu? Anh bảo có khả năng là nhập về Việt Nam. Việt Nam cùng Nhật Bản 친하잖아. 근데 살라 살라 해겠지. 그러면 ví dụ không bán được thì mình lại bán rẻ đấy. 안전하다 먹을 경우. 그게 이제 하겠지. 대신 다른 걸 또 사주는 거야. 이제 베트남 거 물건을 사주고 이렇게 집에. Bên Việt Nam mình lại bán cái gì cho Nhật đó chẳng hạn, kiểu như là mấy bên kinh tế người ta lại hiệp định với nhau chẳng hạn. Nói chung là anh chồng mà anh quan tâm đến mấy cái vấn đề này. Chứ còn mình cũng quan tâm nhưng mà ít thôi, nhiều khi bận không xem thời sự mấy. Còn anh chồng mình từ sáng cho đến đêm anh chỉ xem những cái kênh kinh tế phát triển, chứ anh không có xem phim hay là giải trí gì mấy đâu. Chuyên quản lý về cái ngành kinh tế. Cho nên mọi người biết là đông gần nhà mình ấy, nó cũng giống bố bóng đá thể thao, với lại có những cái sự kiện gì hỏi nó biết ngay. Còn bên chỗ nhà mình thì nó cũng chẳng quan tâm. Mày sống ngon thực sự luôn mọi người. Vietnam도 그 관심 많나 보네. 그럼 멀었는데. 일본산 고기, 해산 수산물은 웬만하면 이제 안 팔, 안 사게 되지. 베트남도 고기. 베트남 바다 앞에 많잖아 해산물. 맞지. 베트남이 제우지 해산물. 근데 안 먹어버릴 수도 있어 또 사람들이. 와, 오늘 말 관바 đến vấn đề gọi là đang hot thời gian gần đây nhau. Vừa nãy nghe anh chồng anh xem thử, anh bảo là nếu mà cái nước thải đấy nó mà đến biển Hàn Quốc ấy thì tầm 10 năm hoặc là 7 năm. Hàn Quốc thì tự nhiên nghe anh lại cảm thấy yên tâm đi. Mày sao được chị? Thế sao mình mày sao được ăn mua gì cả? Rẻ. Dạo này ghẹ các thứ. Mấy lại tôm ấy, mình thấy đi siêu thị rẻ lắm. Nhưng mà người ta cũng không có mua mấy nhỉ. Tâm lý người ta không mua. Nhưng mà tính ra về đúng là cái tính về khoa học ấy thì là ăn thì là không sao, thật hiện tại bây giờ là không sao. Mà mấy năm sau là có thể nguy hiểm. Đó tôi hai chồng quay lên mọi người ơi, buồn ra đây quá trời luôn. Hẹn gặp tất cả mọi người vào những video tiếp theo nhé. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người.